Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của Báo Tiền Phong. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lời kể của người nhà vụ cháy trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh khiến bé gái 8 tuổi tử vong. Tuyển sinh đại học từ năm 2025 hướng tới nền giáo dục học thật, thi thật. TikTok có thể trở thành mối đe dọa đối với bầu cử Tổng thống Mỹ. Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong nước đáng chú ý. Ngày 5 tháng 12, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm bé gái tử vong xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu PDMD 8 tuổi. Ghi nhận, căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 2 lầu, nằm trong hẻm cụt trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4 và có khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm di chuyển vào căn nhà này rộng hơn 1 mét, chỉ vừa cho một xe di chuyển. Cả căn nhà bị ám khói đen cả 3 tầng và nhiều xe máy đồ đạc ở khu vực tầng trệt cháy rụi hư hỏng. Tường của một số nhà dân liền kề bị ám khói đen do ảnh hưởng từ vụ cháy. Chị T cho biết, chị và mẹ ruột ngủ chung một phòng. Cháu PTMD 8 tuổi và mẹ của cháu D ngủ chung một phòng tại tầng 2. Ở tầng trệt và lầu 1 có người anh và người thân ngủ tại đây. Nghe mẹ hô hoán cháy nhà lúc đang ngủ, chị T và nhiều người thân hốt hoảng vùng dậy, chạy từ lầu 2 xuống lầu 1 rồi leo sang nhà hàng xóm để thoát thân. Đến 4 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm cháu D tử vong, 5 xe máy và nhiều vật dụng khác trong nhà bị hư hỏng cháy rụi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn hướng dẫn 10 người khác ra ngoài an toàn, ngăn cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, hồi 17h59 phút ngày 4 tháng 12, Công an phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai thuộc phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Huỳnh Ngọc Thiện quen chị NNA, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4 tháng 12, đối tượng Thiện đến địa bàn thành phố Từ Sơn và hẹn gặp chị NNA tại chùa Đông Lai, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn để nói chuyện. Chị NNA cùng 5 người bạn đến gặp đối tượng Thiện. Tại chùa Đông Lai, Thiện đã dùng dao đâm chị NNA, chị NNCA và anh DMK. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả, chị NNA và chị NNCA đã tử vong tại trung tâm y tế thành phố Từ Sơn. Anh DMK bị thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tối 4 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm nam sinh trung học cơ sở dồn vào góc lớp. Xung quanh là những tiếng hò reo chửi bới. Hình ảnh từ clip cho thấy một nam sinh đã chủ động tiến tới hích vai và dồn nữ giáo viên vào góc lớp. Sau phút đầu chống cự, phản kháng, nữ giáo viên dần tỏ ra bất lực trước hành vi thiếu giáo dục của một số nam sinh. Cô giáo sau đó đã không chống cự mà chỉ đưa điện thoại lên như muốn để ghi lại những hành động này. Trong đoạn clip, học sinh khác có hành vi phe phẩy quạt trước mặt giáo viên này. Có học sinh còn ném quạt vào người cô giáo. Vây kín xung quanh cô giáo là đám đông, kèm với đó là những tiếng chửi tục, cười đùa trong sự bất lực của giáo viên. Sau 9 buổi trị liệu, chuyên gia điều trị cho VVTK, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đại Đồng bị bạn đánh đến rối loạn tâm thần, cho biết em có tiến triển nhưng chưa thể tiên lượng khả năng hồi phục. Thông tin trên được cán bộ Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý Trẻ Em, Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người đang trực tiếp điều trị cho em VVTK, chia sẻ với phóng viên Dân trí chiều ngày 4 tháng 12. Trước đó, hồi tháng 9, trường Trung học cơ sở Đại Đồng Thạch Thất Hà Nội phát hiện vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra với em VVTK, học sinh lớp 7 của trường. Em bị các bạn học sinh đánh hội đồng trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Đáng nói, hai bệnh viện lớn chuẩn đoán ca bị rối loạn phân ly, một dạng rối loạn tâm thần. Ý trở thành quốc gia đầu tiên cấm thịt nhân tạo. Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo, loại thịt được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm, thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Quốc hội Ý đã thông qua lệnh cấm nói trên sau nhiều tháng tranh luận. Những đối tượng vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên tới 60.000 euro, 65.800 đô la Mỹ. Chính phủ Ý cho biết quyết định trên nhằm mục đích bảo vệ truyền thống ẩm thực và thị trường việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này. Bệnh viện Trung Quốc quá tải vì dịch bệnh hô hấp bí ẩn. Dịch bệnh hô hấp bí ẩn hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc khiến nhiều bệnh viện nhi quá tải. Một bệnh viện cho biết đã nhận đến 13.000 ca trong một ngày. Ngày 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em.
Cùng ngày, chương trình theo dõi các bệnh mới nổi và các nhóm khác đã ghi nhận các cụm viêm phổi chưa xác định ở trẻ em tại miền Bắc Trung Quốc. Walmart, quý tộc cổ tức đáng mong ước của hàng triệu nhà đầu tư. Tập đoàn Walmart là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh toàn cầu với 2,2 triệu nhân viên và doanh thu 570 tỷ đô la Mỹ năm. Doanh thu quý đầu tiên của Walmart tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,3% so với quý 4 năm 2022. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bán hàng của Walmart được ghi nhận mạnh mẽ trên toàn cầu. Cổ phiếu Walmart đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua và xét trên kỳ hạn 5 năm từ tháng 7 năm 2018, cổ phiếu này đã tăng tới 68,5%. Hiện tại, Walmart đầu tư mạnh vào công nghệ, bao gồm cả nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng di động giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm và tăng cường tương tác khách hàng. Tập đoàn sẽ tiến hành chia cổ tức vào ngày 7 tháng 12 tới và là cơ hội tiềm năng để nhà đầu tư nắm giữ, sinh lời trong thời gian tới. HP In duy trì cổ tức hàng quý ở mức 0,2625 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Nhà sản xuất máy tính và máy in HP In đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và chi trả một nửa dòng tiền tự do vào năm ngoái. HP là thương hiệu hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm máy tính, máy chạm và máy in. Cổ phiếu của HP hiện giao dịch ở mức 30,37 đô la Mỹ. Đại gia công nghệ Mỹ có vốn hóa thị trường là 29,94 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ PE là 13,16 và hệ số beta là 1,01. Kết quả quý 3 năm 2023 vừa qua dường như đã xác nhận kỳ vọng của ban lãnh đạo. Tam năm tài chính 2024 đã giảm nhẹ, đẩy giá cổ phiếu đi xuống trong ngắn hạn. Việc HP quy chuyển sang mô hình đăng ký thuê bao, bắt đầu từ hoạt động kinh doanh in ấn, đang thu hút các nhà đầu tư như Warren Buffett. Trong dài hạn, HP vẫn là một khoản đầu tư tốt và những trở ngại ngắn hạn chỉ là sự nhiễu động không quá quan trọng đối với nhà đầu tư nào đủ kiên nhẫn. Sau đây mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi với Tiền Phong về những vấn đề đặt ra đối với việc tuyển sinh đại học thời gian tới. Bà cho biết, câu chuyện đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương án thi 4 môn từ năm 2025 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, tôi cho rằng sự ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh đại học chắc chắn sẽ có, nhưng không nhiều, nhất là khi các trường đang đẩy mạnh, tự chủ, đồng thời chủ động xây dựng chiến lược tuyển sinh với nhiều phương thức. Vai trò của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tuyển sinh đại học sẽ có xu hướng giảm dần. Phương án tuyển sinh mà nhiều trường đại học đang triển khai, thực hiện chính là xu hướng mở rộng hợp tác, liên kết tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tổ chức xét tuyển chung nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của từng cơ sở đào tạo. Đây là xu hướng tích cực, khả thi, đúng tinh thần tự chủ đại học trong công tác tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có cơ chế kiểm soát, điều tiết để đảm bảo chất lượng tuyển sinh và quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để giữ được kỷ luật, kỷ cương, hướng tới một nền giáo dục, học thật, thi thật, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng thật, phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Theo The Times of Israel, trong ngày 4 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố đoạn video ghi lại cảnh đánh sập địa công lý ở thành phố Gaza. Tòa nhà này được sử dụng để làm tòa án chính cho Hamas tại dải Gaza. Một số binh lính Israel tiết lộ, họ đánh sập tòa nhà bằng thuốc nổ để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10. Theo hãng thông tấn Anadolu, địa công lý cao 7 tầng được xây dựng bằng nguồn vốn từ Qatar. Sau khi khánh thành năm 2018, tòa nhà được điều hành bởi cơ quan tư pháp và tòa án tối cao ở dải Gaza. TikTok bị một nghị sĩ Mỹ gọi là ma túy số và ứng dụng mạng xã hội này có thể trở thành một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo ở Mỹ. Vivek Ramaswamy, một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã chấp nhận thực tế đó. Chúng tôi tham gia để tiếp cận những người trẻ tuổi, tiếp thêm năng lượng cho những người trẻ và để làm được điều đó chúng tôi không thể trốn tránh. Chính trị gia 38 tuổi viết trong bài đăng đầu tiên hồi tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 6, các cơ quan và nhân viên chính phủ Mỹ bị cấm sử dụng TikTok và điều này có thể khiến Tổng thống Joe Biden mất một kênh phổ biến để truyền tải thông điệp tái tranh cử của mình, nhất là về nền kinh tế, đến với nhóm cử tri trẻ tuổi. Nhóm cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 24 ước tính chiếm khoảng 28% tổng số cử tri Mỹ. Kể từ khi cập bến Old Trafford vào mùa hè năm 2022, huấn luyện viên Erik ten Hag đã siết chặt kỷ luật và ông không ngại va chạm với bất cứ ngôi sao nào. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Ten Hag đang dần phản tác dụng khi MU không thể cải thiện thành tích.
Thất bại trước Newcastle vừa qua là trận thua thứ 10 của họ ở mùa giải này. Theo nguồn tin của ESPN, Ten Hag buộc phải thay đổi thái độ trong phòng thay đồ khi nhận ra sự phản kháng của các học trò. Huấn luyện viên người Hà Lan cũng thay đổi chiến thuật khi hạn chế chỉ trích các cầu thủ trước truyền thông. Trong các trận đấu gần đây của MU, Ten Hag không chỉ trích Andre Onana khi anh mắc lỗi ở Galatasaray. Huấn luyện viên người Hà Lan cũng từ chối chỉ trích Rashford, cho dù tiền đạo này tỏ thái độ bất mãn khi bị thay ra ở trận thua Newcastle. Đặc biệt, Ten Hag đã bỏ qua Martial, bất chấp ngôi sao người Pháp cãi ông ngay trên sân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.